Hello, welcome back to my channel, lại là mình Bumin đây. Và chắc chắn là nhìn ở phần tiêu đề thì mọi người cũng đoán được là video lần này thì mình quay về chủ đề gì rồi đúng không? Thì có rất nhiều bạn cũng gợi ý cho mình về cái chủ đề là quay đồ second hand. Và mình thì chưa bao giờ kiểu trực tiếp đi mua đồ second hand mà mình chỉ mua qua đường online thôi. Nên là mình cũng muốn làm về cái chủ đề này, mặc dù là mình thấy là hơi muộn so với mọi người. Nhưng mà thôi, mình thấy nó cũng rất là hay ấy. Thì mình sẽ quay cho mọi người xem mình sẽ đi mua ở đâu này, mua được những gì, và đặc biệt là mình sẽ mua với ngân sách là 1 triệu nha mọi người. Thì đến cuối video cũng sẽ có một phần quà nho nhỏ dành cho mọi người nữa. Nên là mọi người hãy xem hết video nha. Và bây giờ thì bọn mình đi thôi. Và địa điểm ngày hôm nay mà bọn mình chọn đó là chợ Đồ Si Đông Tác ở ngay cạnh phim con Phạm Ngọc Thạch. Thì ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy ngay phía bên tay phải là có một dãy hàng quần áo bên ngoài rồi. Thì mình sẽ đi cái đường vào là ở bên cạnh cái chỗ sửa xe máy Cương Nhật. Theo như mình được biết thì chợ Đồ Si Đông Tác là một trong những ngôi chợ Đồ Si mà có cái quy mô lớn nhất cũng như là lâu đời nhất ở Hà Nội. Ở trong này thì có rất là nhiều mặt hàng như là quần áo, giày dép, các loại quần áo theo mùa, áo phông, và giá thì rất là rẻ luôn. Đây thì là lần đầu tiên mà mình mua đồ ở chợ Đồ Si trực tiếp nên cũng chưa có quá nhiều kinh nghiệm, nên là mình đã rủ bạn mình đi theo để kiểu có biết cách mua hơn ý. Thì vào đây thì mọi người phải chọn thật kỹ và nên nhớ là kiểu tìm thật kỹ từng sản phẩm cũng như là nên mặc cả nha. Vì khi mặc cả thì mình cũng sẽ được giảm giá rất là nhiều. Khi mua hàng thì mình nghĩ là mọi người nên lưu ý là những cái quần áo của mình mua nó có quá cũ không, hay là có bị vết bẩn không, và những cái nào mà nó có khóa hay khuy thì mình nên kiểm tra những cái phần đấy để chắc chắn khi mua về không bị mua phải những mặt hàng lỗi và không mặc được. Mặc dù giá rất rẻ nhưng mà cũng không nên phí. Sau khi mua đồ xong thì bọn mình đã quyết định là ngồi lại ở quán cà phê để ăn uống và nghỉ ngơi một chút xíu. Sau đó thì mình sẽ về và review cho mọi người từng sản phẩm cũng như là mình mua ở đoạn nào để mọi người kiểu biết được cái chỗ mua đấy nha. Hello mọi người, và mình đã về rồi đây. Thì mình sẽ cho mọi người xem những cái đồ mà hôm nay mình mua được nha. Thì tổng cộng là mình mua được 9 món đồ với giá là 460.000, còn chưa đến 500.000 luôn ạ. Thì đầu tiên mình sợ là hạn mức kiểu không đủ vì là đồ mùa đông ấy, nhưng mình để là 1 triệu. Mình cũng không nghĩ là kiểu nếu mà mua là 1 triệu thì có rất là nhiều đồ luôn ý. Nhưng mà mình chỉ bỏ ra khoảng 460.000 là mình đã mua được rất là nhiều đồ rồi. Thì cái lần mua này thì chủ yếu là mình mua hầu hết là chân váy, và các cái mẫu áo thì nó cũng kiểu đều là áo mùa hè ấy. Có đúng một cái áo mình mua, một cái sweater len. Đầu tiên thì mình định là kiểu sẽ chọn tặng mọi người một bộ. Thì nghĩ là mình sẽ tặng mọi người cái bộ mùa đông đấy, nó sẽ phù hợp hơn. Và đây thì mình sẽ cho mọi người xem những cái đồ mà mình mua được nha. Và những cái mẫu chân váy thì ngay khi mà đầu tiên mà đến cái cửa hàng đầu tiên là mình có dãy bên tay phải đấy. Thì mình mua đúng, mình cảm giác là khi mà mọi người đi vào cái đường mà mình chỉ thì bên tay phải mình thấy có đúng một số hàng đẹp thôi, còn lại thì bên tay trái sẽ có nhiều hàng xinh và cả nhiều mẫu mã và nó rẻ hơn rất là nhiều. Thì đầu tiên mình mua được hai cái chiếc chân váy này, mình thấy nó khá là giống nhau, đều là kiểu mẫu chân váy nó không hẳn suông đâu, nó hơi suông và nó cũng hơi kiểu ôm ôm kiểu dạng đuôi cá mọi người. Đây thì mình có hai màu, đó là một cái màu kẻ đen này và một cái màu kẻ màu ghi. Hai cái này thì đều rất là xinh nha mọi người, và nó rất may mắn là nó vừa với eo của mình luôn. Thường khi mà mình đi mua đồ quần mà mình không thử ấy, thì mình sẽ ấy như này này để vòng, nếu mà nó vừa đúng ôm cổ của mình thì đó sẽ là nó vừa với mình đấy. Thì mình có mua hai cái chiếc chân váy này, và hai chân váy này thì đều có hai lớp nha, và nó chỉ có giá là 80.000 một chiếc, tức là cô ấy bán cho mình 100.000 một chiếc. Thì may là Gabon mặc cả được hai chiếc là còn 160.000, nó thì mua được hai chiếc với giá là 80.000 một chiếc, cực kỳ rẻ luôn ý. Và cái hàng ấy mọi người cứ rẽ bên tay phải mọi người sẽ thấy luôn là kiểu nó có rất là nhiều những cái mẫu chân váy như này luôn này. Phía bên trái, phía bên phải nó không có gì ấy. Phía bên trái thì khi mà mọi người rẽ bên trái mọi người sẽ thấy nó có nhiều những cái ngách ngách để mọi người rẽ vào hơn. Thì trong mỗi những ngày nó sẽ có rất là nhiều đồ. Có một dãy sẽ toàn đồ denim này, có hàng thì lại kiểu toàn những cái đồ voan, đồ vintage. Có những hàng thì toàn áo phông, mọi người có thể thoải mái và tìm. Thì mình thấy ở đấy đều rất là rẻ. Mình có chọn được một cái chiếc chân váy này. Đây là một chiếc chân váy ngắn. Nhìn nó kiểu dạng kiểu chân váy cặp trễ hơn ý. Thì cái này nó khá là rộng hơn mình mặc thì kiểu nó kiểu gần như rơi luôn, nó
nó ở mặc kiểu đến dưới bụng và nó có thể tuột luôn ý. Nhưng mà cái độ dài khi mà mặc đến đấy thì cũng rất là đẹp, hoặc là mình có thể đi sửa để cho nó vừa với cái cơ thể của mình hơn. Thì cái này mình mua có đúng 50.000 một chiếc thôi. Cái hàng này thì được của một anh bán, và kiểu anh cứ để 50.000 một chiếc thì lấy cái nào thì lấy, không đưa cho anh đấy thôi. Đó, thì cái này mình thích là do nó có cái hoa ở đây, và ngoài ra thì nó có cái kiểu vải von ở dưới, chung nó rất là xinh. Thì đến lúc về sau thì kiểu mình cũng cảm giác là mình sẽ mua quần áo thôi, mình không mua chân váy nữa, nhưng mà lại kiểu mê quá ấy, mọi người. Thì đây, ở đây mình có một cái chiếc chân váy lửng. Mình là một cái đứa mà cực kỳ thích những cái mẫu chân váy lửng không dài quá, không ngắn quá ấy. Thì mặc mấy cái đấy thì độ dài nó vừa rất là an toàn, mình có thể mặc đi học này, mặc đi cà phê đi chơi. Mà mặc lên trông nó cũng có rất là vintage, kiểu trendy, trông rất là hay. Thì đây mình đã kiếm được một cái chiếc chân váy lửng. Nó có hai cái túi ở hai bên và nó có cái khóa ở giữa này. Cái này mình mua với giá là 45.000 nha mọi người, rất là rẻ luôn. Cái này thì là nó ở dưới cái ngõ bên trên, nó gần như là cái đầu ra ấy, là có hai cái ngõ này thì mình vào ngõ này, xong rồi mình đi vòng một phát thì đã ra ngõ đằng sau này, ở phía bên trên một chút thì là mình mua được cái đoạn này. Đó là cái nhìn kiểu nó gần ở cuối cái chợ Đông Tác rồi ấy mọi người. Đây là một cái chân váy này, đây là một cái chân váy kẻ mà mình thấy nó khá là xinh á, nó xinh cực kỳ luôn, nhưng mà hơi tiếc bởi vì là mình mặc nó không vừa, nó bị quá chật so với mình. Và mình đang suy nghĩ xem bây giờ phải làm gì với nó đây. Thực sự thì nó rất là xinh luôn. Vì như bạn nào có nhu cầu muốn lấy chiếc chân váy này thì có thể comment ở dưới. Mình cũng kiểu muốn tặng mọi người hết, bởi vì là nó cũng, mình mua nó cũng khá là rẻ ấy. Cũng không phải là một cái giveaway gì đâu, kiểu nếu như mà mọi người thích thì mình sẽ tặng mọi người chiếc váy này, vì mình mặc nó bị chật quá. Thì cái này theo mình thấy là eo tầm kiểu 61, 62 gì đấy. Và phần mông thì phải dưới 90 nha mọi người. Dưới 90 thì sẽ mặc vừa. Và mình mông mình là tầm phòng bao của mình là kiểu 92 thì mặc nó bị rất là chặt, mình không kéo lên được. Đó, phần đùi của mình rất là to nên mặc kiểu nó không kéo lên được. Các bạn nào mặc kiểu người nhỏ nhỏ tầm khoảng 41, 42 cân gì đấy, và mọi người có nhu cầu lấy cái chiếc váy này. Và đây mình sẽ tặng cho mọi người thêm một cái áo len này nữa. Thì mọi người có thể comment ở dưới nha, thì mình sẽ tặng cho bạn ấy cái set này luôn. Này, áo len này thì mình mua với giá là 90.000 nha mọi người. Cái này thì mình thấy chất nó khá là dày luôn ấy. Và kiểu mặc lên thì nó kiểu lửng lửng nên nó không bị dài quá đâu. Và tay thì cũng rất là dài nha. Mình thấy cái áo này thì mọi người có thể mặc kiểu mặc ở nhà, hoặc là mình mặc đi học các thứ, mặc áo sơ mi bên trong và mặc chân váy ở dưới thì cũng rất là xinh luôn. Nên nếu mọi người có nhu cầu muốn lấy cái áo này và cái chân váy này thì hãy comment ở dưới để mình comment cái Instagram của mọi người, cái số đo của mọi người ấy, thì mình sẽ chọn random ra một bạn thôi nha. Mọi người có thể viết bất kỳ một cái gì đấy cũng được. Ok, đầu tiên mình sẽ đến với một chiếc áo yếm hay váy ấy, mình cũng không rõ đây. Đây là một cái chiếc áo yếm váy gì đấy, mình mua kiểu có 20.000 thôi. Mình mua cùng với cái này hai cái thì mỗi một cái là 20.000. Nó sẽ kiểu trên đùi một chút thì mình nghĩ là vẫn nên mặc chân váy hoặc là mặc quần ở trong thì nó sẽ đẹp hơn. Cái này thì mình sẽ mặc bên trong là một cái áo crop top ôm sát này, hoặc là một cái áo len, hoặc là áo cổ lọ ôm sát gì đấy. Và ở dưới mình sẽ mặc với một chiếc quần ống lê, mình nghĩ thế đẹp nhất rồi. Trông nó kiểu hơi cute một chút đó mọi người, trông nó rất Đà Lạt luôn. Và cái áo đi là thì kiểu cực kỳ hợp luôn ạ. Thứ hai mình mua cùng cái shop của anh chị đấy, thì cái anh ấy bán rẻ lắm. Đầu tiên là anh ấy bán là 30.000 một cái, 30.000, nhưng mà anh bảo là thôi em lấy nhiều thì anh lấy 20.000 ha, 20.000 thôi em lấy bao nhiêu thì lấy, hay là mình cứ đưa ra thì anh ấy cậu ok. Thế là mình cả carbon lấy được hai cái và carbon lấy được một cái, là tổng ba cái là 60.000. Nó thì cái thứ hai là một cái áo kiểu ba lỗ và nó cũng có những cái đường kiểu vân vân hoa hoa. Mình không biết tả gì, nó giống như là cái thảm ở bàn ăn ấy mọi người, trông nó rất là xinh và cute, trông nó kiểu hơi cổ cổ một chút, nên là mình đã mua vì mình kiểu muốn kiểu thử mix để xem là mình có biết dùng mấy cái kiểu vintage này có hợp với mình không ý. Đó, thì kiểu cũng có 20.000 thôi mọi người, nên là kiểu thấy có tiềm năng là mua luôn. Tiếp theo thì mình cũng đi lên trên một chút xíu nữa thì mình thấy một cái hàng khác, thì mình đây mình có chọn được một cái áo đây. Cái này thì mình mọi người phải bới mình thì rất là ngại bới, kiểu rất là ngại tìm ấy. Mình thấy cái nào đẹp ra trước mắt mình thì mình sẽ mua luôn thôi. Thì đây mình mua được một cái này 30.000. Cái này mình phải bới vì thấy nó mix khá là khó. Đầu tiên thì lúc mình tưởng tượng thì mình nghĩ là nó sẽ dễ thôi, nhưng mà mình lại không có những cái áo mà mình cần ý. Nhưng mà cái này mình nghĩ là nếu mà mặc được một cái áo ôm sát cổ lọ màu đen bên trong và mặc chân váy ngắn ở dưới, xong đi một cái đôi bốt cao màu đen thì cực kỳ xinh luôn.
nên là đấy mình đã mua cái này về mà nó cũng chỉ với giá là 30.000 thôi. Đó thì đấy là tất cả những cái món đồ trip lần này mà mình mua được. Thì mình mong là cái video kiểu nội dung dạng như này mọi người sẽ thích. Và nếu như mọi người thích mình làm phần 2 ở một cái chỗ đồ second hand khác, hoặc là một những cái chỗ bán đồ second hand khác, thì mọi người hãy comment mình dưới nha, để mình sẽ làm tiếp phần 2. Mọi người đừng quên lại cho mình một like và một subscribe nếu như mọi người thấy video này hay, và để mình có động lực ra những video hay hơn trong tương lai. Và cảm ơn mọi người nha. Bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người những vlog lần sau. Bye bye.